Bất động sản Phan Hảo và Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu nha quý anh chị. Thì vị trí em đang đứng đây cách chợ Long Tân với lại đường tỉnh lộ 765 đây khá là gần nha quý anh chị. Cách khoảng 400m nha quý anh chị. Ngay chợ Long Tân nè. Và vị trí của mình gần là khu công nghiệp Đông Ninh nha quý anh chị. Đó. Mặt tiền đường nhựa thông ha. Đường này là đường liên xã luôn nha quý anh chị. Cuối đường này là đi hết đường này là ra láng dài luôn ha. Thì hôm nay em có sản phẩm là một căn nhà cấp 4 mặt tiền đường nhựa luôn mà giá khá là mềm nha quý anh chị. Đây. Đó. Đây, căn nhà này nha quý anh chị. Căn nhà cấp 4 ha, cũ nhưng mà có cái chòi gỗ bên này nè quý anh chị này. À, có cái chòi gỗ bên này. Đó, thì căn nhà của mình là ngang bám mặt tiền đường nhựa đây. À, tới trụ điện luôn ha, là 15 m, sâu vào trong là 32 m nha quý anh chị. Đất của mình là nhà của mình là phủ hồng toàn bộ chưa lên thổ cư ha, mà giá khá là mềm nha quý anh chị. Giá chỉ có 1.650 thôi. Phía bên này có chòi gỗ này, đây có chòi gỗ ha, bên này. À, còn phía bên này là nhà cấp 4 nha quý anh chị. Đây là nhà cấp 4 này. Hiện tại chủ nhà đang đi công việc nên là em không có vào trong quay được cho quý anh chị. Thì em cũng xin nói luôn là chủ chữa là bán đất tặng nhà nha. Đó, bán đất tặng nhà cấp 4 cũ ha. Thì nhà cấp 4 này mình có thể về ở được nha quý anh chị. Mặt tiền mình có thể kinh doanh buôn bán cà phê hoặc là mình bán quán ăn rồi. Em thấy cũng ok ha. Tại vì ở đây thì cũng có khu dân cư đây nha quý anh chị. Khu dân cư. Đây. Đất mình là view suối, phía sau có cái suối luôn nha quý anh chị. Đối diện mình là có cái vườn mít này. Đây nhà dân san sát đây ha. À, trên đất của mình là có mấy cây sồi này, có 4-5 cây sồi vậy quý anh chị, cây cóc, cây ổi rồi các thứ ha. Nhà cấp 4 và có một cái chòi gỗ đây luôn ha. Rồi, sồi nè, 6-7 cây sồi quá trời luôn quý anh chị nè. Tại chủ đang đi công việc em không có quay vào trong được. Phía sau mình là giáp suối luôn nha. Phía sau mình là suối. Nhà khá là rẻ. 1.650.000.000. Có nhà cấp 4 kiên cố luôn anh chị. Giá khá là mềm. Đây ra chợ siêu siêu đi tầm chưa tới 1 km là tới chợ rồi. Kinh doanh buôn bán đường luôn anh chị. Đây, đây đối diện nhà mình. Phía bên này người ta đang làm quán cà phê quý anh chị, thiết kế quán cà phê ha. Đây bên này. Đây là nhà cấp 4, đây nhà của người ta nè. À, mình làm giống vậy bao quanh hết bờ rào là đẹp luôn quý anh chị. Mình ngang 15, sâu 32 quý anh chị. Đây, đây thiết kế đang làm bờ rào quý anh chị, đang làm bờ rào ha. Rồi để em qua cái sổ và soi quy hoạch cho quý anh chị xem luôn ha. Mình quý anh chị ha. Đây. Sổ mình là sổ cũ nha quý anh chị. Thửa đất số 606 tờ bản đồ 30, địa chỉ xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 500m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là cây lâu năm, chưa thổ cư nha quý anh chị. Nhưng mà đất của mình là phủ hồng. Và đây là cái thửa của mình. Thì đất của mình là quay về hướng đông bắc nha quý anh chị. Đông bắc ha, ngang 15 sâu 32. Sổ mình sổ cũ nên là chưa có thể hiện đường nha quý anh chị. Thì bây giờ chỉ cần mình ra sổ mới là hiển thị đường ha. Tại mình sổ mình sổ cũ, mình là mặt tiền đường nhựa. Phía sau là có cái mương ha. Để em show quy hoạch cho quý anh chị xem. Đây là cái nhà mình nha quý anh chị. Ở ngang là 15 này, sâu là 32, vuông vức nha quý anh chị, phủ hồng toàn bộ ha. Đây, 500m là đất ở nông thôn hết nha quý anh chị. Phía sau mình là có cái mương nước này ha. Mình mặt tiền đường nhựa này. Để cho quý anh chị xem là đi ra đây nè. Đó. Ở đây gần mình là khu dân cư mặt tiền đường nhựa, mình có thể kinh doanh buôn bán được nha quý anh chị. Đó, để cho quý anh chị xem đi ra đây nè. Đó, chợ Long Tân là khá là đông đúc luôn. Đi ra đây chỉ có vài trăm mét thôi ha. Đây, ra đây. Ở đây là chợ Long Tân. Ở đây nghe vòng xoay nè. Vòng xoay Long Tân ha. Rồi khu công nghiệp Đông Ninh đây này luôn. Đây, sát với khu công nghiệp luôn nha quý anh chị. Đường này đường tỉnh lộ 52. Đường tỉnh lộ 765 đây nha quý anh chị. Mình sát với tỉnh lộ 765 luôn. Từ vị trí chợ Long Tân đi vào đây nè. Mình ở đây ha. Có vài trăm mét thôi. Quý anh chị nào quan tâm thì inbox liền cho em ha. Thuộc xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mặt tiền đường nhựa ha. Mặt tiền đường nhựa liên xã nha quý anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.